Vị này hỏi là con đi lại với người đã có gia đình rồi nhưng họ đã ly hôn thì có phạm giới tà dâm hay không? Xin thưa là quý vị cần phải xác định ha, là ly hôn hay là ly thân, tại vì có người những người họ ly thân họ chưa có ly hôn. Thì có những người đó pháp luật vẫn coi họ là vợ chồng. Còn nếu mà quý vị đã xác định là đã ly hôn rồi thì họ làm gì thì sẽ không có phải là người đã có gia đình. Thì cái này là cái đã này nó trở thành cái thì quá khứ chứ không phải là cái thì hiện tại ha. Thì để mà biết là quý vị có phạm giới hay không á, thì làm ơn nhớ giùm sư như thế này ha. Giới không tà dâm, để mà thứ nhất để mà phạm giới tà dâm á, để phạm ha, thì cần phải có những cái điều kiện như sau. Thứ nhất là cái đối tượng chúng ta đó là người nữ được bảo vệ. Được bảo vệ ở đây nghĩa là sao? Được bảo vệ bởi chồng của họ, có nghĩa là họ có chồng. Thứ hai, được bảo vệ bởi cha mẹ của họ. Thứ ba là được bảo vệ bởi pháp luật. Được bảo vệ với chồng thì nó quá đơn giản rồi, tất cả các thể loại chồng, dù cho hôn nhân bị ép buộc, hôn nhân không hạnh phúc, hôn nhân vân vân và vân vân, nhưng nếu đã họ đã có chồng thì họ được chồng họ bảo vệ. Thứ hai là được gia đình bảo vệ, có nghĩa là sao? Mẹ của họ quản lý họ, con phải như thế này, con phải như thế kia, con phải đi nơi này, con phải đi nơi kia, con được làm cái này, con không được làm cái kia. Hoặc là được cha của họ bảo vệ họ, có nghĩa là quản lý cái đời sống của họ đó, giống như ông chủ quản lý đời sống của người làm vậy đó. Hoặc là anh chị em quản lý họ thì nó là được bảo vệ. Thứ ba là được pháp luật bảo vệ, ví dụ như pháp luật bảo vệ là mọi người phụ nữ là phải với vấn đề tính dục là họ phải tự nguyện chứ không có được ép buộc. Đó là được bảo vệ. Cái thứ hai là mọi người nữ chỉ được phép quan hệ nam nữ khi mà đủ 16 tuổi trở lên thì đó là được pháp luật bảo vệ ha. Thì nếu thì chú xem, nếu như mà người nữ này mà họ đã ly hôn, mà họ có nghĩa là họ không được chồng bảo vệ mà đã ly hôn, có nghĩa đã qua cái tuổi, tới cái tuổi họ đã được tự do về vấn đề giới tính, thì xem coi gia đình có bảo vệ họ hay không, có nghĩa là họ có chịu sự quản lý của gia đình hay không ha. Đó, cái thứ hai á, là có ý muốn tà hạnh với họ à, có ý muốn tà hạnh với họ. Chứ còn những cái trường hợp mà giả như những trường hợp mà mình bị cưỡng bức thì đương nhiên là mình không có ý muốn nha, mình không có ý muốn thì nó sẽ không có phạm với giới tà dâm. Thứ ba đó là thực hiện, có nghĩa là thực hiện ở đây là thực hiện là tính từ cái màn dạo đầu thôi, có nghĩa là chúng ta đưa cái chuyện mà chúng ta ý muốn đó, chúng ta đưa ra hành động, có nghĩa là ví dụ như là ve vãn ha, rồi ôm hôn ha, vân vân và vân vân ha. Những cái này quý vị rất là rành rồi, sư không có giải thích nhiều. Và cái thứ ý thứ tư á, là đã hành dâm. Đã hành dâm đây á, được mô tả là hai bộ phận nam nữ đưa vào nhau dù chỉ bằng một hạt mè thì được tính là đã hành dâm. Thì khi mà có đủ cả bốn cái điều kiện này
thì được xem là phạm giới tà dâm.